Cảm ơn tất cả quý anh chị trong câu lạc bộ Thành Nghệ Sĩ đã dành chọn một ngày cho ngày hôm nay để mà đóng góp với đại tá Hùng Cao cũng như là đóng góp vào trong chương trình để vận động cho cuộc. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi